Hello. What's your name? My name is Trinh. Trinh. Bé tên Trinh. Cái gì Trinh? Hà Quỳnh Trinh. Hà Quỳnh Trinh. 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 How old are you? How old are you? I'm fine, thank you. Okay. Where are you from? I'm from Vietnam. Oh, amazing, good job. Where did you go? Chị là bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi hả? Em bao nhiêu tuổi? Em 8 tuổi. 8 tuổi. Hai bạn bắt tay nhau đi. Con thấy Tiên Tiên sao? Dạ, dễ thương. Con thích không? Dạ. Bây giờ tới bạn thứ hai đi. Hello. How are you? I'm fine, thank you, and you? What's your name? My name is Y. Y gì? Y chang. Bình Thiện Ý. Bình Thiện Ý. Ờ, chào bạn Ý. Hello Y. Y bao nhiêu tuổi hả? Dạ, 11. Ý có gia đình chưa? Dạ chưa. À chưa. Ý đẹp không? Bây giờ hai bạn bắt tay nhau đi. Hello Ý. Yeah. Cảm ơn Ý nha. Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. Okay. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? My name Tuy Hòa. Name Tuy Hòa ngon lắm. Trinh hả? À, cái gì Trinh? Mỹ Trinh. Chào Trinh, đi bắt tay. Hello Trinh. Trinh bao nhiêu tuổi hả? 12. 12. Ok, bắt tay Trinh đi. Ok. Cảm ơn Trinh đó. Anh thấy Trinh. Oh my god. Qua đây. Bây giờ Tiên Tiên sẽ cùng giao lưu với bạn. Hello. Hello. What's your name? My name's An. Cái gì An? Là Vũ Mạnh Thiên Ân. Vũ Mạnh Thiên Ân. Ok, mạnh ghê. Mạnh ghê. How old you? Mạnh Diếu. Bạn học lớp mấy rồi? Dạ lớp 4. 1 cộng 1 bằng mấy? Dạ 2. 2 cộng 4940 trừ chứ 4940 bằng mấy? Nghe kỹ dễ hiểu lắm. 2 cộng 4940 trừ cho 4940 bằng mấy? Vẫn bằng 2. Đi ở đây với ai vậy? Dạ. Con đi vô đây với ai? Dạ con đi với ba. Đi với ba, ok con. Bắt tay với Tiên Tiên đi. Con muốn ôm Tiên Tiên không? Ừ. Nắm tay nhau thật chặt. Giữ tay nhau thật lâu. Hello. Hello. How are you? Alpha Thiên Kiều. What's your name? My name Huy. Huy. How old are you? How old are you? I'm fine, thank you. Bây giờ là 5 câu hỏi dành cho 5 bạn nhỏ. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Mình đố bạn thứ nhất. Ông vua kêu vợ bằng gì? Ông vua kêu vợ bằng cái gì? Bằng gì? Mẫu hậu. Mẫu hậu là má. Bằng ông vua ông gọi vợ bằng cái gì ông gọi? Ừ, đúng rồi, cái miệng. Trời ơi, trời mẹ ông kêu bằng cái mũi. Chúc mừng con có gia đình hàng chí thông minh ghê. Anh đố em thứ hai. Ừ. Ông thần đàn ở trong cây đàn gọi là ông thần đàn. Vậy ông ở trong cái nồi gọi ông là ông thần gì? Ông thần đàn trong cái đèn là ông thần đàn, trong cái nồi là ông thần gì? Ông thần nồi. Đúng rồi, dễ quá mà. Ông mạnh dữ. Hello. Ok. Xin đấu bạn thứ ba. Tên đạo nhân còn gọi là hiệp sĩ bất bò. Đóng cho bộ phim gì? Phim gì? Tên hạo dân còn gọi là hiệp sĩ bánh bò. Đóng trong bộ phim gì? Hàng An. Đúng rồi, một chàng bó tay. Dễ chút quá mà qua đây. Đẹp dữ.
Hello. Hồi nãy con nói con tên gì á? Dạ, tên Thị Ý. Đinh Thị Ý. Ừ. Lớn lên làm người mẫu nha. Ừ. Đinh Thị Ý, câu hỏi thứ tư. Mình đố bạn thứ tư. Có mèo nào mà sợ con chuột nhất? Có mèo nào sợ con chuột nhất? Doraemon. Đúng rồi. Trời ơi, giỏi quá. Ồ, nữ thần sắc đẹp nè. Hello. Em lớp 3. Em ngọt ngào quá. Em lớp mấy à? Em lớp 3. Anh đố em thứ 5. Đũa tre, đũa thần, đũa nào để múa, đũa nào để ăn? Đũa tre, đũa thần, đũa nào để múa, đũa nào để nhai? Đũa thần làm gì? Đũa thần làm gì? Đũa thần ăn. Đũa thần để ăn, đũa tre để nuốt. Con cầm đũa tre con làm gì? Ăn. À, thì đũa thần làm gì? Dạ thưa. Đũa thần làm gì? Đúng rồi. Giỏi quá. Ôm nhau đi, ôm nhau. Ok. Chúc mừng năm bạn, và bây giờ năm bạn lãnh được 5 chiếc áo của hình của bé Tin Tin. Rất mong ai là ba mẹ của năm bé này có thể đứng lên để chụp hình lưu niệm với bé Tin Tin. Và bây giờ các con cầm nha, giờ đằng trước để chụp hình lưu niệm với bé Tin Tin nha. Giờ đằng trước là giờ hình bé Tin Tin đằng trước nha. Rồi bé Tin Tin vô giữa đứng đi. Con đứng xích ra bé Tin Tin vô giữa đứng nào. Và bây giờ xin mời các bậc phụ huynh chúng ta chụp hình lưu niệm với bé Tin Tin nào. Cuộc sống an lành cảm ơn các bạn đã xem và chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Cuộc sống an lành để nhận được nhiều giá trị trong cuộc sống bạn nhé. Chúc các bạn luôn an lành, hạnh phúc.